Đến nay, chủ đầu tư dự án 8B Lê Trực vẫn chưa phối hợp cung cấp hồ sơ thiết kế để cơ quan chức năng lập phương án xử lý. Được vận hành 8 năm, nhưng đến nay cư dân tại chung cư 299 Phố Vọng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội vẫn chưa thể thành lập được ban quản trị. Đại diện Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Hút trả lời như thế nào về việc bàn giao quỹ bảo trì cho cư dân khu đô thị Việt Hưng? Những thông tin vừa rồi cũng sẽ được chúng tôi gửi tới quý vị và các bạn trong chương trình Địa ốc 24 giờ ngày hôm nay, 16 tháng 10. Xin đừng rời khỏi màn hình, những vấn đề nóng, những thắc mắc của quý vị sẽ được chúng tôi cập nhật ngay sau đây. Thưa quý vị, cộng đồng doanh nghiệp bất động sản Việt Nam sẵn sàng đối mặt với thách thức. Đó là chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà tại đại hội nhiệm kỳ 4 của Hiệp hội Bất động sản Việt Nam vừa được tổ chức chiều qua 15 tháng 10 tại Hà Nội. Theo Bộ trưởng Phạm Hồng Hà, trong nhiệm kỳ vừa qua, Hiệp hội đã có nhiều bước phát triển mới và đạt được kết quả quan trọng, hoàn thành cơ bản mục tiêu chủ yếu của các nhiệm kỳ trước. Bộ trưởng cơ bản tán thành mục tiêu nhiệm vụ của Hiệp hội trong nhiệm kỳ mới 2016-2021, đồng thời lưu ý Hiệp hội cần nâng cao chất lượng liên kết, tăng cường khả năng phân tích, dự báo thị trường, bám sát tín hiệu thị trường và định hướng của nhà nước để xác định hoạt động và quyết định đầu tư đúng đắn, bảo vệ chính mình và thị trường bất động sản nói chung. Đại hội đã nhất trí 100% ý kiến đại biểu thông qua văn kiện, điều lệ hoạt động mới và chính thức quyết định đề án nhân sự ban chấp hành khóa mới. Theo đó, đại hội bầu ra ban chấp hành gồm 92 người, trong đó có 33 ủy viên thường trực, 11 ủy viên thường vụ. Ban lãnh đạo hiệp hội gồm chủ tịch và 6 phó chủ tịch, tổng thư ký và ban pháp chế của hiệp hội. Sáng nay ngày 16 tháng 10, tòa A3 The Acadia của Vinhome Gardenia, tòa căn hộ được coi là hot nhất quý 3 năm 2016 tại cửa ngõ phía Tây Hà Nội đã chính thức ra mắt. Trong 3 tòa căn hộ tại dự án Vinhome Gardenia, A3 The Acadia là tòa căn hộ cao nhất có 39 tầng. Với lợi thế về chiều cao, tòa A3 sở hữu tầm nhìn đắt giá, hướng ra trục cảnh quan trung tâm, 10 khu vườn độc đáo và bể bơi ngoài trời, mô phỏng đoá nhài Tây tuyệt đẹp dài 50m. Tòa A3 cũng kết nối thuận lợi đến 66 tiện ích và dịch vụ đẳng cấp tại khu đô thị với khu Shophouse Acadia và trường Vinschool kề bên. Các căn hộ A3 có diện tích linh hoạt từ 51m² đến 137m², gồm 1 đến 4 phòng ngủ với 100% số phòng được tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng tự nhiên và gần 100% khu vực bếp có khe thoáng thông gió. Với sức nóng của thị trường bất động sản phía Tây Hà Nội, Hải Phát Land